Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì lại tiếp tục cái công việc mà là chuyển cái đường cáp thuê bao cho nhà khách hàng ở trong khu này. Bây giờ đã là 9 giờ hơn một tí rồi. Thì từ lúc sáng cũng làm được một số việc xong hết ở bên ngoài rồi. Thế là đi vào trong này để chuyển cái đường cáp. Thì ngày hôm qua là buổi sáng này. Buổi sáng thì anh em tháo được hết cái cáp rồi và dồn ra được ở bên ngoài cái đường rồi. Thì lúc 7 giờ thì cho ông cậu vào trước để tuồn cái dây đi trước. Bây giờ tôi mang đồ vào để treo néo lên, treo cái đường cáp to lên. Thì như video hôm qua chia sẻ cho anh em đấy, tại sao thuê bao này cần phải chuyển? Bởi vì ông bà là chuyển cái đường cột điện, ông bà chuyển cột điện nhé. Và cái thuê bao này thì bây giờ hiện tại còn mỗi một nhà ông bà sử dụng cái hộp đấy, cho nên bắt buộc anh em cũng phải hỗ trợ để chuyển cho ông bà sử dụng thôi. Những cái đường dây thuê bao mà đã trong quá trình sử dụng ấy. Chưa án ba ơi. Chưa án. Cái vẹp. Hai mê cái thằng hóng iPad ấy, thằng quân chữa TV và thằng chạm đó là thằng hóng iPad. Thế à? Hai mê cái đâu thì ở bị bao này cái giác á. Thằng y cảm án với nắng hóng iPad chọc chứ nó đéo chữa đéo thì đó là biển nên công đai. À. Công đai thằng tải là bao nhiêu thiên nục hát lâm hát lâm hai mê. Con đưa có thiên đế ba nục hát lâm ba con mơ. Con đưa cái xin. Bùi Văn Núi à giờ. Bùi Văn Núi à giờ bác. Rồi đây xuất kiếm là. Tức là TV có bó này. Hay là có lấy xe năng. Nó có lấy xe năng. Nó có lấy xe năng. Nó có lấy đâu nó. À. Chửa ra con đã chửa cái iPad nó còn đi chửa TV là móc vào hóm cái nó hao cái đó. Rồi. Vô iPad ó chọc cho nên là điểm lên công đai nó hỏi số máy lên điểm lên công đai cho thằng là cách thôi. Tại nó cái nó. Ừ. Là chặn không nó phải dùng mấy ba thằng đó. Ba nó nói cho cái mới giờ điện máy nó giang máy nó là con mua có thằng máy biến nó con. Ba có thuê chi. Ba lên chua là chết liền đó. Ừ. Ý ba nóng ra đó mấy cái mày này mà mưa cái mày này. Thế nhau. Nạc thiên nó cũng mục thiên nó còn mưa hao buổi nếu cả cho ba cái viên lại bê ba của mặt môi con ba toán con mưa vốn là con mưa lắm rồi chú trí mà con dùng mấy ba lắm. Hai mày hai cái tivi. Ba nóng đó. Hai ba hàng lấy cái gì lắm. Ngay được á. Nó lấy cái ni không nó giống thằng quân nó lấy cái ni đó không nó quốc cái ni đó. Thế mê thằng quân là thằng ốc hay hóng tivi. À cái ni ốc có bò. Ừ hay mê. Thế mê nó ốc cái ni đó. Nó ba cầm thế nào. Ba cầm thế nào. Cầm thế nào. Cầm cái chân ni hả. Có uống ni này chua này không. Cái ni ốc hay. Hay cầm tivi đi nó. Cầm tivi chứ cầm. Bớt tivi nó. Bớt tivi là cầm cái ni là bữa ăn chứ chỉ có là bó mất bữa ăn. Ba nó hết cực. Alo. Dạ nó ba chào đó. Vâng. Anh dẫn luôn. Bà. 3,24,000. Có mua sáng thì phải đóng cửa hàng khoảng 54,000 đấy. Hay phải cái ngay ban đầu lắp phải đóng 3,24,000 luôn à, mấy anh đã đóng nó. Lát làm bát làm hai từ hay gì đó 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 ấy.
Mẹ anh ta nộp xuyên cho nó. Hãy ban đầu anh phải lắp xong, lắp phải đưa luôn 354.000 cho nó đấy. À, chợt đưa cho nó hay nó phải đòi đâu. Hay tóm lại anh phải lắp 354.000 cho nó đi. Là anh dẫn dùng 7 kháng đấy. Bữa cái ban đầu anh là phải đón 354.000 là 7 kháng ấy. Anh đã nộp xuyên nó nằm ở đó thôi. Hãy 354.000 là khẩu kháng con chứ nè. Ban đầu luôn đấy, anh phải đón khẩu kháng luôn ấy. Ôi, 354.000. Báo phải đón luôn cho nó luôn mà vâng. Thì mình định làm gì để thích nghi, để sinh tồn rồi. Ví dụ như mình sẽ nhớ những công việc sắp xếp trong ngày, hoặc là những cái trình tiếng mường, Lạc Sơn. Ôi, mua mà. Bà rất nghiện cái món này. Nghiện đấy, bà nóng tính. Đấy, bà xem thoải mái rồi nhá. Không có lo gì nữa. Đấy bà. Tí nữa bà đi theo với vợ ông công rồi nó làm việc ở xã đi. À. Rồi, cháu đi ra. À. À. Xôn cả mắt à, hay tí mơ. Ba hàng lễ cái tía xôn cả mắt à. Được, bình tĩnh. Hay ba ngay xôn áp ghi cho chỗ hả? Hả? Áp ghi xôn ghi linh cái vậy. Có biết có chỗ thiên thủ. Đây. Đây bà gọi cho cái này, số này chỗ. Cứ gọi vào đấy là được. Số 700 đấy. Vừa đi vào thì gặp bà hôm trước, bà bảo là tivi hỏng, tức là cái rác ở đằng sau nó bị hỏng ấy. Nhưng mà cái rác đấy là rác AV thì bây giờ nó hiếm, nó không có. Đấy, tôi không vào kiểm tra. Thì hôm qua là bà gọi cho cái thợ sửa tivi ấy. Nhưng mà cái rác trắng nó bị hỏng. Còn rác vàng với rác đỏ là nó không bị hỏng. Cho nên nó vẫn sử dụng bình thường. Nên chắc hôm qua là cái thuê bao này nó đang bị chặn cước anh em nhá. Thuê bao chặn cước cho nên là bà không xem được. Hôm nãy vào bà ngẫu hết cả lên. Bà bảo nhân viên thu tiền là không thu. Cho nên là nếu mà mọi người mà liên quan đến vấn đề cước nhá, thì mọi người cứ gọi lên cái số, nếu mà mọi người không biết này, thì mọi người cứ gọi lên số 1800 1800 nhá, 8119. Đấy, 1800 8119. Mọi người hỏi xem nhà mình là còn bao nhiêu tháng nữa, hoặc là nó có chặn cước hay không, hoặc là cái mạng, cái đường truyền mạng nhà mình nó đang bị hỏng. Bây giờ